ba kiểu người càng lớn tuổi càng có phúc khí giàu có chưa chắc đã may làm được điều này phú quý mới bền nếu chỉ nhìn vào tiền bạc để đánh giá thì cuộc sống mãi chẳng thể đủ đầy chỉ có thái độ sống tích cực mới là mỏ vàng không bao giờ hết ngày một hòa nhã với tất cả mọi người người xưa cho rằng một người đàn ông tốt cần có năm đức tính nhân lễ nghĩa trí tín nhân được đặt lên đầu tiên bởi đó là đức tính quan trọng nhất của người quân tử một người đàn ông đích thực là dù ở địa vị cao vẫn đối xử tốt hòa nhã với mọi người xung quanh và không bao giờ tỏ ra hách dịch theo sử ký vua tống nhân tông luôn giữ sự hòa nhã với người khác và được nhân dân hết mực yêu mến trong một lần tống nhân tông dùng bữa ông đột nhiên ăn phải hạt sạn lẫn trong thức ăn khiến răng đau nhói cung nữ hầu hạ bên cạnh thấy vậy liền vô cùng hoảng hốt vội vàng quy xuống và liên tục nhận lỗi tống nhân tông không những không trách phạt mà còn ân cần nói với cung nữ rằng chuyện hôm nay không cần nhắc đến nữa Mạnh Tử từ từng nói, yêu người sẽ được người yêu, trọng người sẽ được người nể. Để có thể đối xử tốt và hòa nhã với mọi người xung quanh không phải là chuyện đơn giản, nhất là với cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, có những lúc áp lực mệt mỏi không kiềm chế được cảm xúc. Những lúc như vậy, bạn nên cố gắng giữ im lặng, hạn chế đẩy tiêu cực của bản thân cho người khác, vì nếu không như vậy, bạn chỉ có thể nhận thiệt hại cho bản thân đồng thời rắc rối của bạn cũng không được giải quyết bởi vậy mới nói ở vị trí cao nhưng có thể luôn giữ được vẻ ngoài dễ mến chính là sự tu dưỡng tốt nhất của một người hai hành xử có suy nghĩ trên một diễn đàn hỏi đáp có một câu hỏi được rất nhiều lượt tương tác như sau những người có eq chỉ số trí tuệ cảm xúc cao sẽ biểu hiện như thế nào câu trả lời được mọi người hưởng ứng và khen ngợi nhất đó là người có eq cao là người biết nhìn sắc mặt của người khác hiểu chuyện biết cách ứng xử uyển chuyển khôn khéo trong mọi trường hợp ví dụ về câu chuyện của lý hồng trương đại thần trong triều đình nhà thanh trong một lần đi thị sát ở thiên tân khi lý hồng trương đến thiên tân các quan cai quản ở đây đã lệnh cho dương ba một đầu bếp nổi tiếng nấu món chè nổi tiếng của thiên tân để dâng lên quan đại thần khi lý hồng trương bưng chén chè lên và định nếm thử ông đột nhiên cau mày và đập chén chè xuống đất nhìn thấy biểu hiện của lý hồng trương dương ba lập tức đoán được nguyên nhân anh biết rằng hầu hết những người lần đầu tiên ăn chè thiên tân sẽ lầm tưởng những hạt vừng trôi nổi là bụi bẩn rơi vào đó vì vậy ngay lập tức dương ba quỳ xuống xin lỗi lý hồng trương thưa đại nhân xin ngài hãy nguôi giận do tiểu nhân không biết đại nhân không thích hạt mè nên đã rắc hạt mè nghiền lên món chè mong đại nhân có thể rộng lượng tha thứ cho hành động vô ý của tiểu nhân nghe vậy sắc mặt của lý hồng trương từ từ giãn ra Ông thầm khen ngợi sự thông minh và nhanh trí của Dương Ba, vì vậy Lý Hồng Trương không những không trách phạt mà còn ban thưởng cho Dương Ba 100 lượng bạc. Một người muốn phát triển không chỉ cần có tính siêng năng, trung thực mà điều quan trọng là học được cách quan sát lời nói và hành vi của những người xung quanh để có những cách ứng xử hợp lý. Ở nơi làm việc, nếu bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được ý kiến, nhu cầu của lãnh đạo thì bạn không chỉ nâng cao được hiệu quả công việc mà còn có được nhiều cơ hội phát triển hơn trong công ty. Khi bạn học cách quan sát bạn sẽ có thể xử lý mọi mối quan hệ một cách hoàn hảo và dễ dàng. 3. Tự lập gánh vác Một bộ phim truyền hình Trung Quốc khá ăn khách gần đây mang tên bạn đồng hành hoàn hảo rất đáng để chúng ta xem và suy ngẫm. Nam chính tồn lỗi do sai lầm nên làm mất đi công việc ổn định. Mặc dù ngay sau đó anh đã tìm được một công việc mới tuy nhiên với một người đã quen với sự nhàn nhã hoàn toàn không thể thích nghi với công việc mới có cường độ làm việc cao. Do đó, chỉ sau 3 ngày làm việc tôn lỗi đã bị cho nghỉ việc cuộc sống sẽ không vì bạn khó khăn mà buông tha cho bạn. Căn nhà của tôn lỗi bị rột trong cơn mưa đêm, người vợ đang mang thai bị sảy chân ngã mất đứa con. Các khoản lãi suất, chi tiêu tài chính của gia đình đều dồn hết lên người tôn lỗi. Gánh nặng, áp lực chồng chất nhưng anh luôn giữ cho riêng mình. Tôn lỗi không muốn làm vợ thất vọng, cũng không muốn để con gái nhìn thấy sự bất lực và khốn khổ của mình. Tuy nhiên, giấy không gói được lửa, vợ anh vẫn phát hiện ra bí mật mất việc của anh. Cuộc hôn nhân của họ cũng lâm nguy. Đối mặt với sự nghiệp và cuộc đời đang lao dốc, người đàn ông trung niên 40 tuổi này chỉ biết uống rượu và khóc thầm giữa đêm. Bởi vì anh biết rằng cuộc đời sẽ không cho anh cơ hội để nản lòng và khi trời sáng, anh sẽ phải tiếp tục nghiến răng mà tiến về phía trước. Tôn lỗi tự động viên bản thân không được từ bỏ, dù là làm công việc bình thường nhất cũng phải lập được thành tích. Anh ấy muốn trở thành niềm tự hào của con gái mình và anh ấy muốn dùng hành động để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Có một tác giả nổi tiếng đã từng nói rằng, niềm vui và nỗi buồn của con người không nối liền nhau và sự sụp đổ của người lớn cũng không cần khán giả. Vì vậy, khi rơi vào tình trạng khó khăn, chúng ta không nên đặt niềm hy vọng vào người khác cũng như không nên kể với mọi người về nỗi bất hạnh của mình, bởi vì những người ghét bạn sẽ thầm vui mừng và những người quan tâm đến bạn sẽ cảm thấy áy náy khi chỉ có thể gửi cho bạn những lời động viên. Hãy im lặng và tự tìm cách giải quyết vấn đề của bản thân.